chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của hàng hóa Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm máy đo khí độc nha mọi người. Thì cái máy này nó sẽ đo được khí nitrogen dioxide ha, hay còn là gọi là khí nitơ dioxide, và cái mã của cái sản phẩm này là AS8806 nha mọi người, và nó đến từ thương hiệu Smart Sensor của Đức ha. Thì mình đã giới thiệu cho mọi người nhiều cái dòng máy đến từ cái hãng này rồi ha. Thì cái độ chính xác nó rất là cao đây ha mọi người, máy đo khí nitơ dioxide đây, khí NO2 ha mọi người. Đây, cái hộp thì nó cũng rất là nhỏ gọn ha. Đây, còn đây là thiết kế của cái máy. Đây, thì bây giờ mình sẽ mở hộp luôn nha mọi người. Đây, về phụ kiện thì mình sẽ có một cái dây sạc ha, dây sạc cho cái máy này. Đây, ở đây thì hãng nó sẽ kèm cho mình một cái dây sạc đa năng nha mọi người. Mình có thể sạc ở cái ngoài cái cốc, sử dụng cái cốc sạc nguồn điện trực tiếp này ha, thì mình còn sử dụng bằng cái cốc sạc dự phòng của điện thoại, hoặc là sạc laptop, hoặc là sạc xe hơi ha, xe ô tô. Đây, thì theo cái điều kiện môi trường làm việc của mình mà mình sẽ chọn cái phụ kiện phù hợp ha. Đây là cái cốc sạc nguồn nha mọi người. Đây, nguồn điện trực tiếp. Đây, mình sẽ ghim vào đây ha. Đây mọi người. Đây. Tiếp theo là mình sẽ đi vào cái máy ha. Đây, cái máy của mình đây. Ở đây thì mình sẽ có logo thương hiệu Smart Sensor ha mọi người. Và nó dùng để đo khí nitrogen dioxide, AS8806 là cái mã của sản phẩm này ha. Về thiết kế của cái máy này thì nó có cái kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người. Mình có thể dễ dàng mang theo bên người ha, bỏ túi quần túi áo, hoặc là mình treo ở những cái nơi làm việc của mình thông qua cái móc treo này, và mình có thể gài cho nó chắc chắn ở cái túi quần của mình khi mà mình hoạt động với cái cường độ mạnh ha. Đây nha mọi người, đây hoặc mình cứ kẹp ở cái nơi làm việc của mình. Đây, còn đây là cái dải đo của cái máy này là từ 0 cho đến 20 ppm nha mọi người, sử dụng nguồn 3.7V ha. Đây. Này, thiết kế rất là nhỏ gọn. Thì mình cũng xin nói thêm về cái khí nitrogen dioxide nha mọi người. Thì đây là cái khí thuộc dạng khí độc ha, và nó có nhiều trong cái khu công nghiệp, các nơi sản xuất hóa chất rồi ha, hoặc là trên những cái hầm để xe, hoặc là ở ngoài đường ha. Đây, đó là khí độc nha mọi người. Và khi mà nó ở cái mức độ là từ 0.06 ppm thì nó sẽ gây ra những cái bệnh về đường hô hấp ha. Và 0.12 ppm thì mình sẽ nhận biết nó dễ dàng bằng cái mùi. Đây, cái mùi rất là hôi. Và từ 5 ppm thì nó sẽ gây ra cái tác hại cho cái bộ máy hô hấp của mình ha. Nó chỉ sau vài phút thôi mọi người thì mình sẽ rất là khó thở. Và từ 50 ppm thì mình sẽ gây tác hại cho bệnh tim phổi ha, sẽ gây ngất hoặc là chết ha. Đây nha mọi người. Đây, cái dải đo của nó là từ 0 cho đến 20 ppm. Mình có thể dễ dàng thoải mái đặt ở nơi làm việc của mình ha. Đây. Và đặc biệt thì cái dòng máy Smart Sensor này thì nó sử dụng cái cảm biến khuếch tán nha mọi người, nên cái độ chính xác nó rất là cao ha, và cái thời gian cho kết quả rất là nhanh. Đây. Ở đây thì cái màn hình LCD kích thước lớn ha cũng được trang bị cho cái máy này để giúp cho mình dễ dàng đọc được cái kết quả hơn. Đây mọi người, để bật cái máy thì mình sẽ bấm vào cái nút nguồn này ha. Đây, và mình sẽ chờ cho nó nhảy về con số 0. Lúc này thì nó đang xác định được cái không khí xung quanh của mình ha. Ở đây thì cái đèn, cái màn hình này cũng được trang bị thêm cái đèn nền nha mọi người, giúp cho mình quan sát được trong cái điều kiện ánh sáng yếu ha. Đây. Và mình có thể thiết lập được cái ngưỡng thông báo nha mọi người, nghĩa là khi nó vượt qua cái ngưỡng mà mình thiết lập á thì nó sẽ báo động cho mình biết ha. Đây. Và cái chế độ thông báo rất là đa dạng nha mọi người, bao gồm báo rung, báo chuông hoặc là báo đèn LED ha. Khi mà báo chuông thì nó đạt cái cường độ âm thanh lên đến 80 decibel ha, giúp cho mình có thể nghe rõ ở những nơi mà làm việc có nhiều tiếng ồn nha mọi người. Đây. Khi mà mình thiết lập và thì mình sẽ nhấn vào hai cái nút này ha. Đây. Đây nha mọi người. Thiết kế nhỏ gọn và các chức năng rất là thông minh.
Nó sử dụng nguồn là pin 3.7V nha mọi người, nên thời gian hoạt động nó rất là lâu dài ha, có thể lên đến một ngày làm việc của mình. Đây, thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Nha mọi người, khi nó báo đèn thì nó sẽ báo qua cái này ha. Đây cái đèn nó đây. Báo đèn, báo rung, báo chuông khi mà vượt ngưỡng mà mình đã thiết lập. Này, đèn nào lên ha. Bật đèn nền mình sẽ bấm vào cái nút này mọi người. Đây là mình thiết lập cái ngưỡng cho phép của nó ha. Đây mình thiết lập, mình sẽ nhấn vào hai cái nút này nha mọi người. Đây. Thì nếu mọi người có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này hoặc là có nhu cầu tham khảo thì mọi người cứ tham khảo đến trực tiếp cái địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá và đền Hà Nội trong thành phố Hồ Chí Minh, 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại liên hệ là 0912245244 và 0974444097 này mọi người. Và trang web của công ty là điện tử thái thắng.com hoặc là ống nhòm.net. Này ha. Này thì ngoài cái dòng máy đo khí độc nitrogen dioxide AS8806 này thì bên mình còn phân phối thêm những dòng đo khí khác ha, như là khí oxy, khí carbon, khí lưu huỳnh nữa, có nói chung là có rất là nhiều cái dòng sản phẩm. Và bên mình còn cung cấp thêm những cái dòng máy đo máy dò kim loại ha, dò vàng, dò đá quý, đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin chống cháy nổ ha, và các dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, nhòm đêm, kính thiên văn hoặc kính hiển vi. Đây thiết bị cao số rồi nghề, nó có rất là nhiều cái sản phẩm và đa dạng từ nhiều thương hiệu khác nhau ha, thì mọi người cứ tham khảo trên kênh YouTube của mình cũng như là trang web ha. Và mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo cho cái video mới nhất ha. Và xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau. Ok mọi người, ở phía sau thì mình sẽ có thêm cái cổng sạc ha, lúc nãy mình chưa có nói cho mọi người.